Xin chào quý vị bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý bạn cách cài đặt thêm một chiếc camera iMount vào phần mềm để chúng ta quan sát ở trên điện thoại quý bạn nhé. Thì quý vị các bạn cắm điện cho chiếc camera và thấy đèn xanh của chiếc camera iMount nháy xanh liên tục thì chúng ta hãy bắt đầu vào phần mềm iMount ở trên điện thoại của quý vị các bạn, và các bạn bấm dấu cộng trên cùng bên tay phải. Các bạn bấm QR, quét QR. Và quý vị các bạn đưa đây các bạn nhé, chiếc camera nháy xanh liên tục này. Các bạn đưa điện thoại vào đúng cái mã vạch của chiếc camera. Đấy. Và các bạn bấm chữ tiếp theo. Và các bạn bấm chữ tiếp theo. Và các bạn bật wifi. Và lưu ý wifi ở đây là băng tần 2.4G các bạn nhé. Các bạn bấm chữ xong. Các bạn bấm chữ kết nối. Và các bạn chọn đến cái wifi các bạn muốn cho camera kết nối. Các bạn đánh đúng mật khẩu wifi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không. Bấm tiếp theo. Và lưu ý các bạn bật volume của điện thoại to hết cỡ và đặt gần điện thoại, à gần với cả camera quý các bạn nhé. Và đến bước này thì các bạn chọn khu vực là 7 giờ Bangkok giúp mình. Đấy. Bấm OK. Và các bạn bấm chữ tiếp theo. Và các bạn bấm chữ sau. Và cái việc cài đặt của chiếc camera đã vào gắn được vào tài khoản ở trên điện thoại, tài khoản iMau các bạn nhé. Và các bạn thực hiện thành công cái việc gắn chiếc camera iMount vào phần mềm để chúng ta quản lý ở trên điện thoại của các bạn nhé. Và rất mong quý vị các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông giúp mình, để khi mình làm một video các bạn sẽ nhận được cái video các bạn cần thiết để phục vụ cho cái việc là chúng ta có thể sử dụng tối ưu cái chiếc camera cho quý các bạn và hay là cái thiết bị khác quý bạn nhé. Và rất mong quý bạn giúp đỡ mình bằng cách là đăng ký và ấn nút chuông. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo.